từ thôi để mở cửa này. Đi từ chị. Phụ nữ rất là thiệt thòi, lo cho chồng, lo cho con mà chả bây giờ lo cho bản thân cả. Ở đây á dùng có 4 mùa nước hoa, một lọ là 370.000. Bên này á dùng có một bộ mỹ phẩm làm trắng da toàn diện, giá của nó là 499.000. Mọi người quan tâm thì mua ủng hộ dùng. Cảm ơn mọi người, mời mọi người xem tiếp video. Bắt tay luôn đi nha. Tại sao mày bỏ vợ ở nhà qua đây? Cô đó. Cái gì? Ngồi xuống đây. Ủa anh là ai mà đi vô đây vậy? Đây chị nhờ em đi bắt em ăn ngoại tình với bồ này. Sao? Người yêu cũ chia tay rồi sao còn dụ dỗ chồng của tôi? Giờ đi đâu mà nói chuyện đi, giờ đi đây ngồi đây làm gì? Ủa mắc mới gì đi ra ngoài? Sợ gì? Chứ dắt tay đi vô nhà tôi làm gì vậy? Hả? Chứ bây giờ tôi có một mình à. Nhà nhà anh à? Rồi nhận nhà anh luôn. Ủa vậy anh cưới tôi làm gì? Hả? Cưới đâu vậy? Cưới mấy tháng rồi? Mới cưới thôi à. Rồi sao từ những cưới vợ là chi rồi còn đi vô cụ rồi sao? Rồi để quay gì kỳ cục vậy rồi kêu anh cứ yên tâm, nếu mà anh không làm gì sai á thì em cứ quay lên thôi, được không? Mà em hỏi anh nè, tại sao anh cưới em rồi mà còn đi qua lại với người yêu cũ là sao? Vậy anh cưới gì vậy? Anh cưới gì vậy? Được rồi chị, đừng đánh nghe, đừng đánh. Ha, mình nói chuyện đồ mà là đừng đánh. Mình nói chuyện nó lý để mình hiểu được vấn đề, không đánh nghe. Ủa cô nữa, xem nghe vậy? Cô giật chồng người ta cũng hay lắm mà. Sao giật nằm nó là yên nghe. Nói điên nha, im đi. Ủa anh làm gì anh bên bên chứ vậy hả? Đi về đi. Em biết ông này có vợ không? Dạ. Biết đó. Sao qua lại chứ? Cái đó là cái chuyện của em. Anh biết sao em qua lại? Tại anh nói là anh bị ép cưới thôi cho anh không có yêu. Trời ơi, trời ép cưới. Rõ ràng là anh cưới tôi mà tôi ép thôi nào. Rồi, em có biết là em đi ngủ với chồng người khác như là hàm áp không? Hả? Chị phạt nha, công an phạt nha. Rồi bây giờ không có phạt gì hết á. Còn giờ lo đi về ấy đây là về dưới đời tụi ký không ở gì nữa đó. Không có giấy tờ gì hết trơn, anh cưới tôi đàng hoàng mà tôi với giấy tờ vậy. Ông cưới làm gì? Ông cưới làm gì rồi ông bỏ vậy? Tự nhiên mới cưới bây giờ kêu đi vậy là sao? Chung là trước là em quen này trước cửa này trước bả đó đó. Bây giờ do hai gia đình hứa hẹn gì đó thì em mới cưới. Tôi còn vấn đề về ở không có tình cảm, bây giờ rồi kêu em ở là bỏ sao? Trước khi cưới ông có ngủ với nó không? Cưới chưa đầy một năm nữa mà đòi ly dị là sao? Rồi sao nhìn chồng đo bà con chồng họ hay hết nữa? Chồng họ gì bây giờ cái đó là chuyện của tôi. Còn bây giờ là chuyện mình đây, bây giờ đi về chiến đơn đi. Tôi ký cho. Ủa là kẹo gia đình này là lúc trước anh là cứ cưới em cưới chi giờ anh lại đi ngoài tên. Trước khác, vợ khác rồi. Đề dây của con gái. Đề dây. Vì giờ sao? Giờ tính sao? Là bỏ bà này luôn. Chứ giờ em không có tình cảm, giờ kia mở mà là em mở sao không đây? Không tình cảm mà cưới làm gì để cực khổ con người ta? Đó là bên gia đình em, đó là em sẽ nhờ gia đình em qua bển nói chuyện cho lẽ phải, chứ giờ em cũng đâu có muốn chuyện này nó xảy ra vậy hoài. Bây giờ muốn ly hôn á, đúng không? Thì mình phải ly hôn trước là rồi mình mới quen thì mới được. Thế sao mình đi lại một cụ mình này được? Là mới gì đó, cái này là em cũng quen từ lúc trước rồi. Rồi bây giờ là cứ ngủ hai bài rồi luôn. Ủa? Vậy chẳng khác nào anh một chân đập hai thiệt. Em cũng đâu muốn đi về nhà, em cũng đâu muốn gặp nên đó đâu. Giờ em qua đây, em qua nhà anh đi chơi. Đây là bạn em từ trước tới giờ. Ôi vậy anh cưới chi vậy? Anh cưới tôi làm gì? Bây giờ anh lại bỏ tôi một mình ở nhà. Anh lại nói như vậy hả? Trong khi đó tôi mang tiếng có chồng mà đâu có đi đâu được, tôi ở nhà không mà. Giờ anh lại đi mù bịch như vậy hả? Thôi giờ không có tình cảm, giờ tôi cũng không muốn sống nữa. Giờ cứ chỉ đơn đi rồi tôi kêu gia đình qua ngồi nói chuyện rồi đừng phiền, đừng ai phiền ai nữa đó. Ông muốn nói chuyện giờ nó đang khóc, ông làm sao cho vợ ông đi về chứ? Ông không thương nó thì ông phải đoàn hoàng trả nó về ba mẹ nó đã, đi luôn đoàn hoàng hả? Rồi đi luôn đi. Còn vàng vòng này kia cưới rồi em cũng lấy cái gì đó, em đi mình không vậy đó. Đó rồi hả, em qua đây rồi em sẽ cho bàn con xe bù là đưa hết. Đúng rồi để em kỳ dựng hạnh phúc của em bên đây. Còn đây thì cứ thôi về nhà để vừa trước sau là cưới đi em.
hai đứa quen nhau rồi mới đưa về nhà cưới hay sao? Dạ không, thì giống như là ba mẹ hai bên thích thích nhau rồi xong rồi quen biết nhau rồi. Rồi bên này có con trai bên kia có con gái rồi muốn hai bên gia đình khăng khít với nhau á. Đó. Rồi muốn làm xui gia. Không thích là mình không thích thì mình cứ làm gì. Thế mà lúc đầu anh không thích thì anh đừng có gạt đầu. Không thích gì, không thích gì, là chỉ là gia đình bắt anh. Anh gia đình bắt anh không chịu sao anh động phòng với tôi. Tôi chẳng qua là ép buộc thì là do là ép thì anh đừng có động phòng. Bấm bụng tôi cũng đâu có muốn chuyện xảy ra đâu. Ủa không muốn chuyện đó xảy ra thì cưới làm chi là động phòng không ta? Bây giờ sao? Sao lúc trước mình thích con bé này sao mày không cưới? Đó là gia đình em không chịu cái vấn đề đó. Giờ em sắp xếp được rồi. Giờ ví dụ cho những em hai đứa quen nhau lâu chưa? Quen trước khi cưới lâu chưa? Mấy năm rồi? Cũng 2-3 năm rồi. Rồi mới cưới bà này đây thôi đúng không? Rồi còn giờ là cái vấn đề này giờ là em không có muốn mà nó xảy ra nữa. Giờ là em sẽ về giải quyết cái vấn đề là đơn gì đó ký thì tôi ký. Còn giờ sau này chuyện riêng của tôi thì đừng có xía vô nữa. Nào mà không xé được bây giờ tự nhiên chứ. Cái đó là ba mẹ sẽ qua ngồi nói chuyện sao. Còn giờ thì cứ đi ở nhà ta thì sao được. Quay này kia nọ thì sao được. Nghĩ sao mới cưới chưa đầy năm nữa tự nhiên ba mẹ qua đòi trả tôi về nhà rồi. Ba mẹ tôi mặt mũi đâu nói chuyện với người ta chứ trời. Hàng xóm là chuyện của mình nè. Cái đó là chuyện của hai đứa mình nè. Giờ không có tình cảm gì không có ở nữa. Còn vấn đề cha mẹ đó là người lớn sắp xếp. Anh nói vậy sao được trời. Người ta sai từ đầu thì là người ta chịu. Thôi được rồi, giờ nó nói vậy rồi. Nó là không thương mình rồi. Bây giờ như thế này, đi ra ngoài này nó chuyện cho. Mình có nói nữa thì nói vậy thôi. Nó đã không thương mình nói nữa thì nó thằng sống như vậy đâu có gì nữa. Không phải là sống như vậy anh, mà là do là em không còn tình cảm nữa. Em thấy hiểu là cô gái người ta lấy chồng một đời chồng mang tiếng lắm, hiểu không? Lấy một đời chồng rất là mang tiếng. Mình có thể cưới không cưới ngay từ đầu mình phải quyết định. Không thương thì đừng cưới, hiểu không? Chứ mình làm vậy tôi có người ta mà. Em là như vậy anh bỏ rồi, nó không có chuyện được. Không có nói được gì rồi anh. Cái đó là chuyện cá nhân của em, cái đó là chuyện tương lai của em. Còn giờ anh dắt đi. Ok, nhưng mà anh nói trước nha. Ly hôn hay gì kia, tiền bạc hay này kia của bé, của hai đứa buộc là chơi đôi. Hay là em đưa cho bé, vậy thôi. Em đưa hết, tụi em không lấy gì hết á. Rồi, thôi em cứ nín đi, nín đi ra nói chuyện. Rồi sẵn chuyện này ha, rồi là ba một lời luôn đó. Bây giờ là anh nói trước này. Bây giờ hôm nay là lỡ ở đây bắt ở đây thì không nói nữa. Nhưng mà trước khi ly hôn thì em không được qua đây nữa. Ly hôn trước rồi em muốn làm gì làm. Không có đi xong bỏ người ta vơ tơ vơ vậy được. Phải ly hôn rồi làm gì làm. Ok rồi, chưa? Vậy về giấy đơn liền tôi cái đi. Giết liền tôi cái đi là tôi về tôi ký ra. Rồi thì thôi đi về nói chuyện này. Thôi khóc lóc gì ở nhà người ta vậy. Rồi giờ em tính sao? Chồng em nó vậy đó, anh vô anh thấy là nó cũng không buồn tí nào đó. Em tính sao? Giờ không, anh em đính đi đừng khóc nữa, mở công có gì đâu khóc. Giờ anh quỵt tẹt ra luôn rồi. Anh nói là bây giờ anh không còn bên đây nên giờ em cũng không biết sao đó. Anh có gì anh giải quyết giùm em chứ bây giờ em nói thật ra thì anh không biết cách sao để giải quyết luôn á. Nếu mà một thằng nó còn muốn quay về á thì nó khác đúng không? Đây một thằng nó thương người yêu cũ à, nó không thương em. Đúng chưa? Đúng rồi. Mà theo như anh, nếu mà là anh á thì anh sẽ thà mà chia tay sớm để mình còn làm lại cuộc đời, tại vì mình mới cưới thôi, không có gì cả. Mình có thể là làm lại cuộc đời mới, mình quen được một người mới tốt hơn. Chứ không thể nào như vậy mà em cứ khăng khăng em không ly hôn thì em không chịu à? Rồi nó có đi vậy em sao em chịu được? Này em còn lấn cấn chỗ là do mình mới kết hôn chưa đầy năm nữa, bây giờ tự nhiên anh đòi ly dị. Cái về nhà hàng xóm ba má em mất mặt với hàng xóm. Nhưng như vậy gì? Như vậy thì em nên tự hào chứ, có nghĩa là mình biết sớm được thì tốt mà đúng không? Chứ em để 2-3 năm, 3-4 năm có đứa con rồi sao? Sinh ra đứa con rồi lúc đó thì sao? Thì em cũng biết vậy nhưng mà em sợ ba má em thương ba má em lắm, em sợ họ bị láng giềng hàng xóm dị nghị á. Ba má sẽ hiểu cho em mà, cái đó ba má sẽ hiểu cho em, không ai muốn con gái mình khổ hết á, hiểu không? Có lại thêm cái em nghĩ là như thằng này em có sống được nổi không? Anh nãy bình thường anh không có như vậy đâu anh, sao hồi nãy em thấy anh vừa vũ phu mà vừa kiểu như là thì bình thường là đều. Bình thường là nó đang nói dối em chưa biết được, cái này là em biết được tận tay luôn rồi. Em không ngờ anh có cái bộ mặt vậy luôn á, đáng sợ quá anh ơi. Mà quen người yêu cũ là em phải hiểu rồi, người ta thương người yêu cũ mà cưới em cho nó có lệ vậy thì sao được. Thôi không sao đâu, em nín đi, nói chung là cuộc sống mình giờ mình còn trẻ. Nhưng mà mình mới 20 mấy tuổi mình trẻ nhiều lắm. Vậy chẳng khác là anh lừa dối em. Tại vì anh còn thương bên đó, tự nhiên anh đồng ý cưới bên đây rồi chẳng khác anh ăn xong rồi anh bỏ. Lúc trước tụi em cưới tụi em không lo tìm hiểu nhau cho kỹ, hiểu không? Thì lúc đó thì anh cũng đồng ý, anh cũng có hẹn hò vài ngày, anh dẫn em đi chơi, anh vui vẻ lắm. Đâu có phải như bây giờ đâu anh. Bây giờ mình cứ về nhà đi, em cứ bình tĩnh lại. Rồi xem từ khi ông về nhà, ông muốn ly gì hay là ông muốn quay lại. Nhiều lúc là ông xịt giường trước mặt bộ cũ, ông nói vậy. Đúng chưa? Em cứ về nhà,
em thêm được, ông có muốn quay lại với em không? Mà nếu như anh là một người cùng giúp rất nhiều người như này rồi, em biết nếu theo anh thì cái trường hợp như này mình nên kết thúc sớm cho cuộc đời mình nó được hạnh phúc hơn, ví dụ người sau thương mình nhiều hơn. Bây giờ mình chưa có con chưa gì hết, được không? Mình không có mất mát gì, chỉ là mình mang tiếng cái là một đời chồng thôi, thì cái đó mình chấp nhận. Giờ biết sao giờ đó cũng, nó không có ấy được hết rồi ha. Thôi bây giờ đi về đi, thôi cũng... ly dị sao anh đã không nói gì đó là sao? Nếu mà em muốn ly dị thì hai vợ chồng cùng nhau ra tòa ký đơn thôi, đó bình thường mà ha. Mà nhưng mà trước khi ly dị em phải cho hai bên gia đình ba mẹ của ông nói, về ba mẹ của em gặp nhau đã. Dạ dạ, nói chuyện đã, để cho người lớn nói chuyện này rồi mới quyết định, tại vì người lớn lúc đó người lớn đi cưới hỏi tụi em. Dạ, vậy là em cũng phải nói cho người lớn biết phải anh nói ngoại tình luôn. Thì em muốn nói thì em nói thôi. Dạ, thì phải nói ra để cho mọi người biết chứ, đúng không? Chứ không thôi cực em sẽ khổ em ra. Bây giờ về clip này em có anh đưa qua cho em, xong rồi em về em gặp ba mẹ em, xong nói ba mẹ em qua nói với ba mẹ chồng, rồi cho mọi người lớn với là em với ông nói chuyện với nhau. Dạ. À, tối về gọi điện ông kêu ông về luôn, rồi em qua nói chuyện luôn ha. Dạ. Nếu mà cần anh qua giúp cái đó thì gọi điện anh qua, còn không thì gia đình tự giải quyết ha. Dạ. Ok. Thôi đi về đi, tối rồi anh cũng còn có việc nữa. Phụ nữ rất là thiệt thòi, lo cho chồng, lo cho con mà chả bao giờ lo cho bản thân cả. Ở đây á dùng có 4 mùi nước hoa, một lọ là 370.000. Bên này á dùng có một bộ mỹ phẩm làm trắng da toàn diện, giá của nó là 499.000. Mọi người quan tâm á thì mua ủng hộ dùng. Cảm ơn mọi người, mời mọi người xem tiếp video.